Thiếu tướng Phan Anh Minh nói về nghi án bé lớp 1 bị xâm hại ở trường. Nghi vấn có hay không vụ việc bé lớp 1 bị xâm hại tại trường trong giờ nghỉ trưa gây chấn động dư luận cách đây ít tuần. Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết: "Tôi khẳng định không thể xảy ra hành vi xâm hại ở trong trường." Thiếu tướng Phan Anh Minh khẳng định như vậy khi trao đổi nhanh với phóng viên bên lề một cuộc họp sáng nay ngày 16 tháng 5. Trước đó vào ngày 11 tháng 3, chị Lài, sinh năm 1979, ngụ phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, kêu cứu lên báo về sự việc cháu N là con gái chị, sinh năm 2010, học sinh lớp 1/8 trường tiểu học ở địa bàn quận Thủ Đức bị xâm hại vùng kín ngay trong lớp học vào ngày 14 tháng 2. Lược lại sự việc, ông Minh cho biết, bình thường cháu N vẫn được cha đưa đón đi học, nhưng hôm đó do phải đi công tác nên anh không về kịp để đón con mà phải gọi điện cho vợ đón giúp. Tuy nhiên lúc này chị Lài cũng bận nên phải nhờ tiếp em gái mình là chủ một tiệm hớt tóc đón cháu về. Khi đón được cháu N về nhà, con của người dì đã tắm cho cháu và lấy chính chiếc khăn dùng cho các khách hàng đến hớt tóc lau khô người cho cháu bé. Ông Minh cho rằng đây là hành vi rất cẩu thả. Ông Minh cho hay, lau cho con bé bằng cái khăn đã dùng cho tất cả khách hàng đến hớt tóc ở đó thì nó có khả năng nhiễm ADN, vì cạo mặt thì để lại biểu bì rất nhiều. Như vậy thì ADN của đàn ông trên người đầy con dì. Cũng theo vị phó giám đốc công an thành phố thì tế bào nhiễm vào dịch âm đạo đã bị phân hủy một phần nên không thể truy nguyên rằng đó là của ai. Riêng về nguyên nhân sự việc, ông chia sẻ, khi té vào cạnh bàn không rách quần vì là quần thun, chính cái vải đó cọ vào cơ quan sinh dục nên mới để lại những vết chảy xước. Vết bầm trên đùi càng khẳng định rằng thương tích này được tạo ra do bị té. Tôi khẳng định không thể xảy ra hành vi xâm hại ở trong trường. Điều kiện là cháu N không bao giờ ở một mình, còn các cháu bé khác cũng là nhân chứng khách quan sẽ bị ấn tượng rất nặng nề nên làm sao có chuyện tụi nó khai gian được. Nếu các cháu khai gian thì cha mẹ sẽ lập tức chuyển trường để bảo vệ con mình. Việc lấy lời khai của bốn cháu đều có cha mẹ chứng kiến và họ khẳng định là không có. Ông Minh nhấn mạnh, tôi khẳng định là không có và không thể xảy ra. Do nghi ngờ có thể xảy ra trước đó và ở ngoài nên mới phải xác minh rộng thêm. Tuy nhiên sau khi xác minh thì thấy rằng cháu N không tiếp xúc riêng với bất kỳ người đàn ông nào ngoài cha. Thứ hai là không thể xâm hại trước đó vì thương tích xác định xảy ra trong ngày 14 tháng 2. Ông cho biết thêm rằng cơ quan điều tra đã không chỉ xem xét ở hành vi hiếp dâm mà còn xem xét ở cả hành vi dâm mô. Kết luận chính thức của vụ việc sẽ sớm được công bố trong hôm nay hoặc ngày mai. Wow.